Ba bị cáo trong phiên tòa này có rất nhiều điểm chung. Họ là chị em cùng nhau ở chung nhà tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Và tại phiên tòa này, họ cũng lãnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trưa 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm ba chị em lừa đảo bằng vàng giả, chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Thị Bích Thủy, 43 tuổi, mức án 15 năm tù, Hồ Thị Bích Hằng, 41 tuổi, mức án 11 năm tù và Hồ Thị Nga, 45 tuổi, mức án 5 năm tù. Theo cáo trạng, năm 2020, bị cáo Thủy từng nhiều lần mang trang sức bằng vàng đến tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Tạo, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ để cầm cố. Ban đầu, vợ chồng chủ tiệm dùng hóa chất để thử vàng. Tuy nhiên, sau nhiều lần Thủy cầm cố, vợ chồng này tin tưởng, chỉ kiểm tra bằng mắt thường. Năm 2021, do làm ăn gặp khó khăn, cần tiền trả nợ nên bị cáo Thủy rủ chị em mình là hai bị cáo Hằng và Nga lừa đảo. Bị cáo Hồ Thị Bích Thủy đặt mua trang sức vàng giả, giá rẻ trên mạng xã hội. Yêu cầu bên bán khắc các ký hiệu giống vàng thật, chủ yếu nhái thương hiệu các hiệu vàng Sài Gòn, vàng Ý, khắc các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton. Ban đầu bị cáo Thủy một mình mang vàng giả đến tiệm cầm đồ để lừa đảo. Sau khi nhận thấy dễ dàng chiếm đoạt số tiền đến 80-90% giá trị vàng thật, cả ba chị em trong nhà cùng tham gia. Để lừa đảo kéo dài, cả nhóm dùng nhiều thủ đoạn như luôn đi ô tô và trưng diện sang chảnh để thể hiện giàu có, khiến vợ chồng chủ tiệm vàng tin tưởng. Cả nhóm liên tục gia hạn thời hạn cầm cố, lấy tiền cầm cố lần sau trả lãi cho lần trước để không bị quá hạn. Điều này còn nhằm tránh chủ tiệm cầm đồ bán thanh lý tài sản cho người khác sẽ bị phát hiện vàng giả. Thỉnh thoảng ba chị em còn dựng kịch, dàn cảnh chuộc lại trang sức để vợ chồng chủ tiệm tưởng trang sức có giá trị. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2021, ba chị em này đã dùng 53 triệu đồng mua 62 bộ trang sức vàng giả trên mạng xã hội, 42 lần lừa đảo tiệm vàng, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng. Kết quả giám định, các bộ trang sức đều không có hàm lượng vàng, chỉ có hợp kim bạc, đồng kẽm, đi kèm.